Kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin hôm nay ngày 8 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị góp phần tăng cường tình hữu nghị gắn bó giữa các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân của Việt Nam với ba nước láng giềng. Hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương, cơ hội để người ứng cử và cử tri trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề cùng quan tâm. Các chuyên gia của Đức hợp tác chia sẻ những kinh nghiệm về phục chế hiện vật giấy cho các cán bộ bảo tàng của Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ hai. Chương trình do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đài truyền Việt Nam phối hợp thực hiện. Được tổ chức lần thứ hai, chương trình với các tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện những nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia, dân tộc gắn với tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Các tiết mục giao lưu với đại diện của lực lượng bảo vệ biên giới của bốn nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Campuchia đã mang tới cho khán giả những câu chuyện giàu cảm xúc, phản ánh mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác và tương trợ lẫn nhau giữa bộ đội biên phòng và nhân dân của Việt Nam với các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân ba nước láng giềng. Chương trình cũng điểm lại những bước tiến trong việc hợp tác tại biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới, như tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh tuần tra song phương, diễn tập, tăng cường kết nghĩa giữa đồn trạm và nhân dân sống hai bên đường biên giới, cùng duy trì thực hiện nghiêm túc các hiệp ước, hiệp định, quy chế về biên giới và cửa khẩu, quản lý và bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Ngày 7 tháng 5 là ngày kỷ niệm 62 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Chiến thắng đã đưa dân tộc Việt Nam từ một dân tộc dưới ách nô lệ trở thành những người chiến thắng. Để có được chiến thắng này thì cùng với sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Bác Hồ, không thể không nói đến một quyết định đã đi vào lịch sử quân sự thế giới, đó là chuyển từ đánh nhanh, giải quyết nhanh, chuyển sang đánh chắc, thắng chắc. Quyết định đó không chỉ làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mà còn hạn chế được biết bao hy sinh và tổn thất của người chiến thắng. Sau 9 ngày đêm vượt 12 km suối sâu núi cao, có nơi trên 1.000 mét, ngày 25 tháng 1 năm 1954, 48 khẩu pháo cao xạ 37 ly, mỗi khẩu nặng 2,4 tấn, cần đến 80 đến 100 người kéo bằng tay cuối cùng đã tới sát vành đai của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, thậm chí chỉ cách đồi độc lập 400 mét. Nhưng chỉ vài tiếng trước giờ nổ súng, lại có lệnh kéo pháo ra. Ông Phạm Đức Cư khi đó mới 24 tuổi nói rằng, việc kéo pháo ra còn khổ hơn lúc kéo vào rất nhiều. Anh hùng Tô Vĩnh Diện, người cùng đơn vị với ông lúc ấy đã lấy thân mình chèn pháo và hy sinh trong lúc kéo pháo ra. Không khẳng định là mình thua hay mình thắng, như tôi cho là rất khó khăn, hy sinh rất lớn lao. Là vì thế này, chúng tôi chưa chuẩn bị được kịp, thì vừa mới vào mà chúng tôi chưa có một cái điều kiện gì là cái kinh nghiệm chiến đấu bằng không quân. Với không quân thì bây giờ này không rút ra để củng cố lại tinh thần, củng cố lại vũ khí thì khả năng chúng tôi cũng bị tiêu diệt. Có thể nói việc thay đổi phương châm từ đánh nhanh tiến nhanh sang đánh chắc tiến chắc tại chiến dịch Điện Biên Phủ là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Lịch sử đã khẳng định việc thay đổi phương châm là hoàn toàn đúng đắn. Chúng ta đã giành được thắng lợi vĩ đại nhưng với thương vong ít nhất. Các chuyên gia lịch sử, thậm chí cả người Pháp thừa nhận, chiến dịch Điện Biên Phủ có thể phải kéo dài, thậm chí thương vong sẽ lớn hơn rất nhiều nếu bộ chỉ huy chiến dịch của tướng Giáp không thay đổi phương châm tác chiến, từ đánh nhanh, giải quyết nhanh, sang đánh chắc, tiến chắc. Để tiến chắc, đã có tới 100 km giao thông hào và công sự chằng chịt được đào bằng tay để vây chặt 49 cứ điểm của quân Pháp ở lòng chảo Điện Biên Phủ. Đào bà nó cũng đánh giá, nó bảo nếu như tướng Giáp mà không thay đổi, đánh nhanh sang đánh chắc thì ông Giáp cũng không còn một người lính nào để chỉ huy nữa. Nó nói thế mà Pháp đâu đã đánh giá được,
cho nên là nhạy bén rất nhanh của ông. Tượng đài kéo pháo trên đồi Bó Hôm cạnh quốc lộ 279 gần lối rẽ đi Mường Phăng, nơi đặt trụ sở chỉ huy cuối cùng của chiến dịch Điện Biên Phủ, là một trong những biểu tượng về kỳ tích trên chiến trường Điện Biên Phủ 62 năm trước. Đó cũng là hình ảnh gợi nhắc cho hậu thế về một quyết định khó khăn nhưng đã đưa quân đội Việt Nam làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của vị đại tướng huyền thoại. Liên quan đến việc cá chết trên sông Bưởi ở Thanh Hóa và sông La Ngà ở Đồng Nai, trong ngày hôm qua, các cơ quan chức năng của hai địa phương này đã ngay lập tức vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại Thanh Hóa, sau khi xuất hiện hiện tượng cá chết, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc xả thải của các nhà máy sản xuất trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện nhà máy đường Hòa Bình xả thải chưa qua xử lý ra sông Bưởi. Trong buổi làm việc vào chiều ngày 7 tháng 5, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu công an tỉnh điều tra việc gây ô nhiễm môi trường, nếu đủ điều kiện sẽ khởi tố vụ án. Còn tại Đồng Nai, cơ quan chức năng đã đến hiện trường lấy mẫu nước và mẫu cá để tìm nguyên nhân sau khi hàng trăm người dân nuôi cá trên sông La Ngà bị thiệt hại hàng chục tỷ đồng do tình trạng cá chết. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh vừa ra kết quả quan trắc nước biển tại các bãi biển ở địa phương này. Tất cả đều cho thấy đạt ngưỡng an toàn để du khách tắm biển. Cụ thể là vị trí quan trắc được thực hiện tại 8 bãi tắm và các khu du lịch bao gồm Xuân Hải ở huyện Lộc Hà, Xuân Thành ở huyện Nghi Xuân, Thạch Hải ở huyện Thạch Hải, Thiên Cầm thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên, Kỳ Ninh ở thị xã Kỳ Anh, Mũi Đào thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Xuân ở huyện Kỳ Anh và Kỳ Phú thuộc huyện Kỳ Anh. Kết quả quan trắc phân tích 12 thông số bao gồm nhiệt độ, độ pH, oxy, hòa tan, độ đục, chất rắn lơ lửng, amoni, phosphat, mangan, arsen, sắt, cyanua và coliform đều cho thấy các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, vùng bãi biển tắm, thể thao dưới nước. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chỉ còn 2 tuần nữa là sẽ tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 22 tháng 5 năm 2016. Công tác vận động bầu cử của các ứng viên vẫn đang được gấp rút tiến hành. Ứng cử viên có thể tiến hành vận động bầu cử qua hai hình thức là thông qua phương tiện thông tin đại chúng và qua hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mà mình ứng cử. Hội nghị tiếp xúc cử tri là cơ sở để người ứng cử và cử tri trao đổi thẳng thắn cởi mở về những vấn đề cùng quan tâm. Ví dụ, từ một buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, cách thủ đô Hà Nội khoảng 120 km về phía đông nam. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tân, nơi diễn ra buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 11. 7 ứng cử viên lần lượt trình bày chương trình hành động. Mỗi ứng cử viên đều đưa ra những hành động cụ thể gắn với nhu cầu của cử tri và chuyên môn của bản thân. Trong chương trình hành động thì mình là quản lý giáo dục thì hiện nay mình quan tâm tới hai vấn đề của giáo dục, đó là đội ngũ và các em học sinh. Với người thầy thì phải có cả tâm cả trí để từ đấy mới thuyết phục được các em học sinh. Còn với các em học sinh thì mình quan tâm giáo dục học sinh, đạo đức và kỹ năng sống. 4 trong số 7 ứng cử viên sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân 20 xã trong Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ sắp tới. Đại diện cử tri đã đưa ra nhận xét về các chương trình hành động, đồng thời mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tích cực góp phần giải quyết những vấn đề tại địa phương như xe quá tải quá khổ trên huyện lộ, an toàn vệ sinh thực phẩm, xu hướng nông dân bỏ ruộng. Qua nghe 7 ý kiến hành động cụ thể của các ứng cử viên thì chúng tôi thấy rằng chưa có sự đổi mới bản thân mình, cơ quan mình trong quá trình trúng cử của Hội đồng Nhân dân tỉnh từ năm 2016 đến năm 21. Đây là cái vấn đề thứ nhất. Hai là nói chưa đi vô đôi với làm. Ba nữa là nên đi vào cụ thể. Trong 5 năm nếu trúng cử thì làm lấy một vài việc cho cụ thể để cử tri dễ theo dõi. Hiện nay mà chúng tôi được biết là Thái Bình là một trong những cái tỉnh mà thu hút đầu tư có thể nói là thấp nhất. Cái lý do mà chúng tôi phát hiện được đó là vấn đề cái giấy tờ. Còn chúng ta còn nhiều khê lắm. Ngoài cái giấy to người ta đã cấp rồi, về nhà, về địa phương lại sinh ra một cái số giấy con nữa. Cho nên là tôi đề nghị là các vị chúng trong hội đồng tới đây là tham mưu về pháp chế cho tỉnh nhà thì các đồng chí kiên quyết làm vấn đề này. Các cử tri cũng đã có những cái ý kiến rất xác đáng, tâm huyết, nhiệt tình và đóng góp xây dựng, và cũng mong muốn là trong cái kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp lần này sẽ chọn cử ra những cái đại biểu mà có thể nói rằng là đầy đủ đức và tài để phục vụ
thiết thực cái lợi ích của xã hội, lợi ích của quần chúng nhân dân trong huyện. Yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của việc tiếp xúc cử tri là việc cử tri và đại biểu có sự đối thoại thẳng thắn, cởi mở, dân chủ để thấu hiểu lẫn nhau. Tăng cường công tác tiếp xúc cử tri cả về số lượng và chất lượng sẽ giúp đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân thực sự là cầu nối giữa nhân dân và cơ quan quyền lực các cấp. Việt Nam trong bối cảnh hội nhập sâu rộng đang thu hút nhiều người nước ngoài đến làm việc và sinh sống. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo luật tôn giáo tín ngưỡng hiện đang được xây dựng đã bổ sung một số điều khoản mới liên quan trực tiếp đến người nước ngoài. Những bản nhạc sôi động, những cánh tay vỗ theo điệu nhạc, những điệu nhảy tự do. Nhưng đây không phải là một buổi tiệc. Tôi đang có mặt tại buổi cầu nguyện của Hà Nội International Fellowship. Đây là hoạt động hàng tuần diễn ra từ năm 1995 và thu hút được rất nhiều người nước ngoài tham dự. Tổ chức Hà Nội International Fellowship là tên gọi của cộng đồng hơn 500 người nước ngoài tại Hà Nội có nhu cầu sinh hoạt đạo Tin Lành, hình thành từ năm 1995 và hiện do mục sư Jacob điều hành. Trong hơn 20 năm qua, dù việc sinh hoạt tôn giáo khá thuận lợi, ông vẫn trăn trở một điều. Khó khăn của chúng tôi là thuê chỗ để hoạt động. Trong 20 năm qua, chúng tôi đã phải di chuyển nhiều khách sạn khác nhau để thuê hội trường. Đó là khó khăn chính mà chúng tôi đã gặp phải. Nhằm tạo thuận lợi cho người nước ngoài hoạt động tôn giáo, dự thảo luật tín ngưỡng, tôn giáo đã có nhiều bổ sung liên quan tới người nước ngoài. Theo điều 56 của dự thảo luật, người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam được sinh hoạt tôn giáo tại cơ sở tôn giáo hoặc các địa điểm hợp pháp khác như tín đồ tôn giáo Việt Nam. Kế thừa những cái quy định hiện hành đối với hoạt động tôn giáo của người nước ngoài ở Việt Nam, thì trong cái dự thảo đã có bổ sung một số nội dung như là cái việc mà người nước ngoài ngoài cái chuyện là sinh hoạt tôn giáo cùng người Việt Nam ở trong các cơ sở thờ tự hợp pháp ở Việt Nam. Trong cái dự thảo có đưa ra bổ sung là họ sinh hoạt cùng với người tín đồ Việt Nam ở các cơ sở thờ tự và đồng thời có thể ở các cái địa điểm hợp pháp khác. Cũng theo Ban Tôn giáo Chính phủ, người nước ngoài cũng được theo học trong các cơ sở đào tạo tôn giáo của Việt Nam. Các tổ chức tôn giáo cũng có thể mời người nước ngoài đến giảng dạy, phong chức, bổ nhiệm cho người nước ngoài. Hà Nội đang tiến tới hội nhập TPP. Tôi thấy sẽ có nhiều người nước ngoài đến từ nhiều nước khác nhau và nước theo Thiên Chúa giáo. Họ sẽ mong muốn có nơi để cầu nguyện. Vì vậy, nếu có thêm cơ hội để người nước ngoài cầu nguyện và đăng ký các tổ chức tôn giáo của họ thì thật là tốt. Tôi nghĩ rằng dự thảo luật là một bước tiến lớn, thể hiện sự ủng hộ lối sống, niềm tin. Về phần tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện và hy vọng luật này sẽ sớm được thông qua. Dự thảo luật tôn giáo tín ngưỡng đang được tiếp tục hoàn thiện và dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua vào tháng 10 năm nay. Nổi bật trong phần tiếp theo của bản tin, các chuyên gia của Đức hợp tác chia sẻ những kinh nghiệm về phục chế hiện vật giấy cho các cán bộ bảo tàng của Việt Nam. Lễ hội du lịch mùa hè Sapa 2016 thu hút hàng nghìn du khách, đồng thời quảng bá về cơ hội phát triển du lịch trên địa bàn với các nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, Đức sẽ hỗ trợ Việt Nam xây dựng một trung tâm bảo quản và phục chế tác phẩm mỹ thuật. Nằm trong chương trình hợp tác này, các chuyên gia của Đức về phục chế hiện vật giấy đã chia sẻ những kinh nghiệm cho các cán bộ bảo tàng của Việt Nam, qua đó góp phần nâng cao công tác bảo quản, phục chế các di sản trên chất liệu giấy của Việt Nam hiện nay. Di chuyển hiện vật giấy khi phục chế phải có giá đỡ, không để các dụng cụ lên bề mặt hiện vật. Trước khi đưa ra quyết định phương án phục chế, cần lấy thông tin cụ thể, chính xác về kích thước, tình trạng hư hại của hiện vật. Những điều tưởng đơn giản đó lại là các yếu tố đạo đức nghề nghiệp mà chuyên gia phục chế hiện vật giấy Monica Schneider-Gass muốn các cán bộ bảo tàng của Việt Nam trân trọng khi bảo quản phục chế các hiện vật. Chúng tôi sẽ tập trung chú trọng vấn đề đạo đức nghề nghiệp cho các học viên trong quá trình đưa ra quyết định tu sửa, bảo quản một hiện vật giấy, bởi họ phải trân trọng hiện vật như thế nào khi xử lý các vấn đề như nấm mốc, làm sạch hiện vật chẳng hạn, nếu không sẽ làm hỏng hiện vật. Nhiều tài liệu, sách,
tranh trên giấy ở Việt Nam dễ bị hoen ố, bị rách do thời tiết hay côn trùng. Để giải quyết vấn đề này, chuyên gia người Đức đã giúp các cán bộ bảo tàng Việt Nam nâng cao kỹ năng bảo quản, phục hồi các hiện vật bị hư hại. Thay vì hồ dán thông thường, họ đã được học cách điều chế tinh bột mì làm hồ dán chuyên dụng để tránh nguy cơ giấy bị côn trùng gặm nhấm sau khi phục chế. Đặc biệt, chuyên gia đã truyền đạt các kỹ năng mà các học viên đang còn yếu như dán giấy bị rách, bóc tách băng dính trên hiện vật giấy. Kỹ năng vá chỗ bị thủng từ loại giấy chuyên dụng có màu sắc, độ dày tương đồng nhất với hiện vật bị hư hại cũng rất hữu ích đối với các học viên. Ở Việt Nam, thiếu các thiết bị chuyên dụng nên việc thực hành của chúng tôi gặp nhiều khó khăn và hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn cố gắng trao đổi thực hành các kỹ thuật cần thiết cho lĩnh vực này của Việt Nam như lấy băng keo và giấy. Tất cả các bảo tàng Việt Nam hiện nay chúng ta còn rất thiếu và yếu về trang thiết bị cũng như là về các kinh nghiệm bài bản để tu sửa các hiện vật chất liệu giấy. Chính vì thế khi chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy thì nó sẽ mang lại những hiệu quả rất là thiết thực. Các học viên sẽ nắm bắt được những kỹ thuật cơ bản về áp dụng vào những công việc thực tế ở bộ phận, ở đơn vị mình. Thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo quản chuyên dụng khiến hàng nghìn bản in, sách, tranh và các tài liệu giấy đang bảo quản trưng bày tại các bảo tàng, thư viện ở Việt Nam đang có nguy cơ bị xuống cấp. Vì thế, việc Đức hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực bảo quản, phục chế hiện vật giấy sẽ giúp Việt Nam gìn giữ những di sản vô giá của dân tộc cho mai sau. Bản dịch tiếng Việt của một cuốn sách viết về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Đức cũng như sự giao thoa của hai nền văn hóa vừa được ra mắt tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Những Ngày Văn học Châu Âu lần thứ 6 được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5. Đó là cuốn sách Con rối tha hương. Điểm đặc biệt ở đây là tác giả của cuốn sách này là một người Đức, Karin Kalisa, một nhà khoa học từng nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ, triết học và dân tộc học. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuốn sách này trong phóng sự sau đây. Bấy giờ, Minh cùng bà và con rối bước lên sân khấu. Khán phòng vẫn ồn ào như cũ, thân hình nhỏ thó của bà Hiền chợt căng lên, giọng nói sắc sảo và hơi khàn của bà vang khắp phòng. Good morning Việt Nam! Như bị điện giật, lũ trẻ quay phắt về hướng sân khấu. Cuốn sách mở đầu bằng chi tiết, cậu bé Minh phải mang một sản phẩm văn hóa Việt Nam đến giới thiệu với thầy cô và các bạn ở trường. Sau khi cầu cứu bà nội, Minh đã đem đến sân khấu của trường một con rối nước bằng gỗ và một câu chuyện hấp dẫn. Cậu Minh đi về nhà, muốn có một sản phẩm văn hóa, thì bố cậu nghĩ ngay, hay là ta dán ít nem đem đến đãi các bạn. Chạy ra hỏi bà, thì bà nghĩ cái sản phẩm văn hóa là bà nghĩ con rối, bà nghĩ đến một cái nghệ thuật múa rối nước mà chỉ có Việt Nam mới có. Cũng từ đây, câu chuyện về cuộc đời của gia đình cậu bé Minh, một gia đình Việt Kiều ba thế hệ sống tại phố Prenzlauer Berg của Berlin, Đức như trải ra trước mắt người đọc. Bắt đầu từ bà nội cậu, một trong những người Việt đầu tiên đến Đức theo diện hợp tác lao động trước năm 1980. Tiếp đến là hai bố con Minh, thế hệ người Việt được sinh ra và lớn lên tại Đức. Thông qua cuốn sách, người ngoài cuộc sẽ có một cái nhìn tương đối khách quan về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Đức. Người trong cuộc thì như tìm thấy hình ảnh của mình trong quá khứ. Tôi tìm thấy ở đây những cái năm tháng lầm than của tôi, những cái năm tháng vui buồn, tìm thấy những cái nhược điểm của người Việt, tìm thấy những cái sự chia sẻ của những người Đức, những cái sự giúp đỡ của Đức. Prenzlauer Berg là một khu phố nhộn nhịp của Berlin, Đức, nơi có nhiều cửa hàng của người Việt như tiệm may, cửa hàng hoa, hàng làm móng. Ở đây, người dân Đức đội nón lá Việt Nam đi dạo trên đường. Văn hóa Việt dần len lỏi vào đời sống của người Đức từ những điều bình dị như thế, tạo nên một nét mới cho nền văn hóa đa sắc màu này. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để Karin Kalisa viết cuốn sách Con rối tha hương. Bà đã có một cái sự quan sát rất là tinh tế đối với cộng đồng người Việt sống tại Đức để có thể viết ra được một cuốn sách mà có rất nhiều chi tiết, nó khiến cho bản thân chúng tôi là một người Việt Nam đọc còn cảm thấy khá ngỡ ngàng. Cái nhà văn này có rất tình cảm và có một cái mối quan hệ với cộng đồng người Việt, ít nhiều gắn bó, ít nhiều có tình cảm thì mới có thể viết lên cái cuốn sách này, nó hay và nó hấp dẫn như thế được. Karin Kalisa, tác giả của cuốn sách, là một nhà khoa học Đức đã có nhiều năm nghiên cứu trong các lĩnh vực như ngôn ngữ châu Á, triết học và dân tộc học. Tuy là tác phẩm đầu tay của cô, nhưng Con rối tha hương đã giành được nhiều sự chú ý từ phía độc giả, các tạp chí văn học và giới phê bình.
ở thủ đô Hà Nội hiện có hàng trăm trẻ em đang phải sống lang thang hoặc làm các công việc ngoài đường phố. Đối với các em thì được đi học đã là một điều khó khăn, chứ chưa nói đến việc được tiếp cận với những bộ môn nghệ thuật. Với hy vọng giúp thay đổi phần nào cuộc sống, đồng thời khơi dậy những niềm đam mê và năng khiếu của các em nhỏ, một tổ chức tình nguyện đã tạo điều kiện cho những em nhỏ lang thang được tiếp cận với bộ môn nhảy hip hop. Và chúng ta hãy cùng xem hip hop đã giúp thay đổi cuộc sống của những em bé đường phố như thế nào. Phạm Việt Anh, cậu bé bán hàng rong ngày nào, giờ đã trở thành trưởng nhóm nhảy hip hop của tổ chức tình nguyện Rồng Xanh. Tuy nhiên, để giúp Việt Anh cùng hàng chục em nhỏ khác đến và ở lại với lớp học này không phải là một việc đơn giản. Ở bên ngoài xã hội thì có rất nhiều những cái cám dỗ, có thể là Internet, có thể là bạn bè bên ngoài và rất nhiều những cái nguyên nhân khác. Và những cái đấy mình phải làm sao mà mình tổ chức hoạt động tốt hơn nữa. Để có thể các em cảm thấy là mình nên chọn hoạt động hơn là chọn những cái kia. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, chính các em lại cảm thấy gắn bó với ngôi nhà chung, với những bước nhảy và những giai điệu sôi động. Tập quán này cũng thích không chị ạ? Em hay biểu diễn, với cả nếu mà không có mọi người thì em cũng không tự tin như thế đâu. Một tuần em tập vào 2 buổi, thì cả một tuần thì em chỉ mong đợi đến đầu giờ chiều để được tập hip hop ạ. Hầu hết các em nhỏ ở đây đều sinh ra trong những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Có em còn thiếu may mắn hơn, không được sống cùng cha mẹ. Các em đều đã từng phải lang thang, phải mưu sinh vất vả. Thế nhưng đến bây giờ, mọi lo lắng ấy đều đã có thể tạm gác lại. Lễ hội du lịch mùa hè Sapa 2016 được tổ chức vào tối ngày 7 tháng 5 không chỉ nhằm quảng bá và thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Sapa, mà còn là dịp để tỉnh Lào Cai giới thiệu về tiềm năng, lợi thế và quảng bá về cơ hội phát triển du lịch trên địa bàn với các nhà đầu tư. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai, nơi đang diễn ra lễ hội du lịch mùa hè Sapa 2016. Đây là một sự kiện rất quy mô, lần đầu tiên được tổ chức và đã thu hút tới hàng nghìn lượt du khách tới tham gia. Đây là sự kiện nhằm khởi đầu cho chuỗi các lễ hội bốn mùa của Sapa, nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những nét độc đáo, nhân văn của đất và người Sapa. Lễ hội này thì được người dân tham gia rất là đông, dân địa phương và quốc tế, và đây cũng là một trong những nét văn hóa tiêu biểu nhất của Sapa và tỉnh Lào Cai. Mình muốn nói rằng mình rất yêu Lào Cai. Như thế này tôi thấy rất vui gửi, cả tất cả đồng bào bà con là rất chi là phấn khởi. Thấy cái lội này quá đẹp và tuyệt vời. Lễ hội du lịch mùa hè Sapa 2016 còn là dịp để tỉnh Lào Cai giới thiệu tiềm năng, lợi thế và quảng bá về cơ hội phát triển du lịch trên địa bàn với các nhà đầu tư. Thông điệp là gửi tới đến tất cả các doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, kết nối giữa doanh nghiệp vùng núi và vùng biển, và cũng là một sự khởi đầu cho một chuỗi các sự kiện trong năm du lịch quốc gia 2017 được Chính phủ, Bộ Văn hóa đồng ý tổ chức tại tỉnh Lào Cai. Lễ hội mùa hè Sapa năm nay còn là một hoạt động để chào mừng cho chương trình hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch tỉnh Lào Cai năm 2016 sẽ được tổ chức vào sáng nay tại thành phố Lào Cai. Ở phần cuối của bản tin là dự báo thời tiết.
Bản tin thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Quý vị khán giả đừng quên truy cập vào website và trang YouTube chính thức của Ban Chuyện Đối Ngoại để theo dõi lại các chương trình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.